Và sau đây xin mời các bạn nghe bài viết của Đại tá Trịnh Tiếu, Mặt trận Tân Cảnh, Công Tâm, 1972. Tháng 4 năm 1975, toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử một cách nhục nhã, nhưng trước đó 3 năm, vào mùa hè đỏ lửa 1972, Sư đoàn 22 Bộ binh cũng đã bị bức tử tại Tân Cảnh, Công Tâm trong trường hợp tương tự. Tại sao lúc đó Sư đoàn 22 Bộ binh đã bị bức tử và đã bị bức tử như thế nào? Trận Tân Cảnh 1972 là một trong những trận đánh lớn nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi qua các chức vụ được giao phó có cơ hội biết được một số sự kiện liên hệ đến trận đánh này. Chúng tôi xin ghi lại dưới đây với hy vọng giúp các sử gia sau này tìm ra được câu trả lời chính xác cho những vấn nạn kể trên. Tướng Ngô Du và quân đoàn 2. Tháng 8 năm 1970, Thiếu tướng Ngô Du quyền tư lệnh quân đoàn 4, sau khi Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh tự trận, đã được Tổng thống Thiệu bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2. Tướng Ngô Du, theo nhận xét của các giới chức Hoa Kỳ, là một tướng lãnh thông minh, giỏi về tham mưu hăng say phục vụ cho đất nước và quân đội. Tuy nhiên, theo nhận xét của họ, ông không can đảm bằng Đại tướng Đỗ Cao Trí hay Trung tướng Dư Quốc Đống. Ông đến Pleiku với vài vị sĩ quan thân tín của ông, lập một bộ tham mưu riêng để làm việc. Trong thời gian này, tôi, Đại tá Trịnh Tiếu, là trưởng phòng nhì quân đoàn 2 và quân khu 2 từ thời Trung tướng Vĩnh Lộc và Lữ Lan. Đây là lần đầu tôi phục vụ dưới quyền tướng Ngô Du, mặc dù đến năm này, 1970, tôi đã phục vụ trong quân đội được 17 năm. Những ngày đầu làm việc với tướng Ngô Du, tôi phải trải qua một thời gian trắc nghiệm khả năng chuyên môn và thủ tục tham mưu theo sách vở Hoa Kỳ thật gay go. Có những buổi ông gọi tôi lên văn phòng của ông hàng giờ để nhận xét xem tôi có hiểu những danh từ chuyên môn về tình báo theo sách vở tham mưu của quân đội Hoa Kỳ mà ông đã biết. Rất may là tôi đã tốt nghiệp khóa tình báo cao cấp tại Hoa Kỳ vào năm 1968. Tôi trả lời ông rất rõ ràng và đầy đủ những gì ông muốn trắc nghiệm tôi. Lúc đó tôi có cảm tưởng ông là vị tướng chỉ huy tham mưu Hoa Kỳ vì ông rất giỏi về thủ tục tham mưu. Tướng Ngô Du giữ chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 vào một thời gian rất thuận lợi cho ông vì trước đó 3 tháng. Tháng 5 1970, tướng Lữ Lan đã tổ chức một cuộc hành quân vượt biên qua lãnh thổ Campuchia đánh thẳng vào quân khu 702 của Cộng sản tại tỉnh Ratanakiri. Quân đội ta đã phá hủy toàn bộ khu hậu cần của Cộng sản tại mật khu này. Ta tịch thu rất nhiều vũ khí nặng của địch như súng phòng không cối 120 ly, đại liên 12 ly 7 và hỏa tiễn vân vân. Còn những mật khu nhỏ của Cộng sản trong lãnh thổ quân khu 2, Sư đoàn 22 Bộ binh và Sư đoàn 23 Bộ binh cùng với địa phương quân đã thanh toán. Trong thời gian này Cộng sản rất yếu, các đơn vị chính quy của địch hầu như bị tê liệt. Vì thế tướng Ngô Du đặt hết trọng tâm vào công tác bình định và phát triển tại quân khu 2. Ông say mê làm việc suốt ngày đêm, vợ con ông đều để lại Sài Gòn. Bà Ngô Du đặc biệt không bao giờ tham gia vào công việc của chồng. Có nhiều đêm tướng Ngô Du gọi tôi qua để thảo luận tình hình vào lúc 2-3 giờ sáng. Ông cũng thường điện thoại các tỉnh trưởng trong vùng cũng vào giờ này. Tướng Ngô Du và cố vấn John Paul Van. John Paul Van, trung tá bộ binh làm cố vấn sư đoàn 7 bộ binh tại vùng 4 từ năm 1962 đến 1963. Sau đó ông về Hoa Kỳ xin giải ngũ để tiếp tục đại học. Đến năm 1966, ông sang Việt Nam trở lại và làm cố vấn dân sự cho các chương trình bình định và phát triển. Tướng Ngô Du rất tâm đắc với Paul Von về kế hoạch bình định phát triển tại vùng 4 trước đây. John Paul Von thông minh, can đảm, hiếu thắng, kiêu căng, tự phụ và thích làm anh hùng cá nhân. Sau khi tướng Ngô Du được bổ nhiệm tư lệnh quân đoàn 2, thì Paul Von cũng muốn chức vụ cố vấn quân đoàn 2. Mặc dù ông là dân sự, dịp may đến với Paul Von tháng 4 năm 71, quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam phải giảm quân số từ 543.500 xuống còn 270.000.
vị tướng đang làm cố vấn cho tướng Ngô Du cũng được lệnh về Mỹ trong đợt giảm quân này. Paul Von liền nắm cơ hội hiếm có, vận động ngầm với tướng Ngô Du xin Hoa Kỳ bổ nhiệm Paul Von làm cố vấn quân đoàn 2. Một điều rất khó xử cho đại tướng Hoa Kỳ Crichton Abrams lúc bấy giờ là làm thế nào để một vị dân sự chỉ huy Hoa Kỳ còn lại tại quân đoàn 2. Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một dân sự giữ chức vụ cấp tướng và chỉ huy các đơn vị Hoa Kỳ tại mặt trận trong thời chiến. Trường hợp của Van là một biệt lệ. Theo ước tính của các tướng lãnh Hoa Kỳ tại Việt Nam, vào năm 1972, Cộng sản sẽ mở nhiều mặt trận lớn tại quân đoàn 1 và quân đoàn 2. Vì thế, kế hoạch bình định và phát triển phải đặt hàng đầu trong năm 1971, để các đơn vị chính quy của ta rảnh tay đối đầu với địch vào năm 1972. Quân đoàn 2 cần có một cố vấn nhiều kinh nghiệm về bình định phát triển, hợp tác chặt chẽ với tướng Ngô Du, tư lệnh quân đoàn. Người cố vấn đó không khác ai ngoài Paul Van, vì ông đã xuất sắc trong chức vụ này. Tháng 5 năm 1971, Paul Van được tướng Abraham bổ nhiệm làm cố vấn tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2. Tháng 12 năm 1971, tôi đang làm việc tại văn phòng đại tá Con, cố vấn tình báo của tôi, đến mời tôi qua văn phòng cố vấn Paul Van, cũng ở tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn gần văn phòng tướng Ngô Du, để thảo luận tình hình. Mở đầu, ông Van hỏi tôi, đại tá có biết sư đoàn 320 của Cộng sản Bắc Việt hay không? Tôi trả lời, sư đoàn 320 là sư đoàn nổi tiếng tại Điện Biên Phủ trong thời gian chiến tranh với Pháp vào năm 54. Đại tá có biết sư đoàn này đang ở đâu không? Vị trí đóng quân của sư đoàn Cộng sản miền Bắc, phòng nhì của Bộ Tổng tham mưu nắm rất vững, tôi sẽ hỏi và tin cho ông biết sao. Paul Van nói tiếp, tôi đã có nguồn tin chính xác sư đoàn này đang dưỡng quân tại Thanh Hóa. Trong tháng 2 năm 72 này sẽ di chuyển vào vùng Tam Biên, miền Việt Lào và sẽ tham chiến với ta vào tháng 2 năm 72. Ông nói thêm, kỳ này tôi nghỉ phép Giáng sinh 15 ngày tại Hoa Kỳ. Vậy đại tá cố gắng dùng các phương tiện về tình báo của đại tá để xác nhận chính xác vị trí của sư đoàn 320. Sư đoàn này chuyển vào vùng Tam Biên. Tướng Ngô Du và tôi sẽ có kế hoạch tiêu diệt sư đoàn này. Tôi cảm ơn về những tin tức vừa cho. Trước đây tôi đã có dịp đi quan sát phi trường NKP của Hoa Kỳ nằm trên lãnh thổ Thái Lan, đối diện với tỉnh Tha Khet của Lào. Tại phi trường này, khi phi cơ cất cánh lên cao độ thì có thể quan sát được đèo Mụ Gia trên đường đi qua biên giới Việt-Lào, nằm giữa Vinh và Đồng Hới. Với những phương tiện tình báo điện tử rất tối tân, Hoa Kỳ có thể biết được sự di chuyển của Cộng sản từ Bắc vào Nam. Vì thế tôi tin những tin tức tình báo của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Bắc Việt là chính xác. Tôi cho thả rất nhiều chùm điện tử được ngụy trang như những cây nhỏ trong rừng trên đường mòn Hồ Chí Minh để báo động khi có người đi qua. Các máy điện tử đều hướng về mật khu 609, nơi trú quân của tướng Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận B3 của Cộng sản tại vùng Atopio, Nam Lào, để dò bắt các mật điện có bộ tư lệnh này. Hàng ngày đều có máy bay không thám của quân đoàn và phi cơ chụp không ảnh của Bộ Tổng tham mưu Cộng sản, chụp ảnh một khu vực rộng lớn trên đường mòn Hồ Chí Minh để theo dõi các hoạt động của địch trên các đường mòn đưa vào lãnh thổ quân khu 2. Các toán viện thám biệt kích trinh sát và tình báo đã được thả xuống khắp nơi tại vùng ba biên giới để trình bắt các cán binh Cộng sản đi lẻ tẻ trong rừng. Quả nhiên đến cuối tháng 1 năm 1972, các toán thám báo đã bắt được một cán binh Cộng sản nhỏ tuổi, khoảng 17 tuổi. Người này khai thuộc sư đoàn 320 vừa mới hành quân đến vùng ba biên giới. Tù binh khai sư đoàn 320 di chuyển ngày đêm, đúng một tháng từ Thanh Hóa đến vùng đương sự vừa bị bắt. Tôi liền trình lên tướng Ngô Du và cố vấn Paul Van với các tin tức mà tù binh này đã cung cấp. Kế hoạch tiêu diệt sư đoàn 320 bằng B-52 của tướng Ngô Du và John Paul Van. Tướng Ngô Du và Paul Van không muốn các đơn vị bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tiến sâu vào các mật khu kiên cố đầy rừng núi hiểm trở để tiêu diệt địch, như tướng Westmoreland đã làm trước đây trong chiến dịch tìm và diệt.
năm 1967, lữ đoàn 173 nhảy dù và sư đoàn 4 Hoa Kỳ đã thiệt mất 287 người và trên 1.000 người bị thương tại mật khu 609 của tướng Hoàng Minh Thảo. Nhưng tướng Westmoreland tuyên bố chiến thắng tại Hoa Thịnh Đốn. Paul Vann muốn bắt chước tướng Walton Walker trong kế hoạch đánh bại quân Bắc Triều Tiên năm 1953. Vì thế, hai ông đã đưa ra kế hoạch dụ sư đoàn 32 không tiến sâu vào trong lãnh thổ quân đoàn 2, vùng Tân Cảnh Đắc Tô thuộc Công Tâm, để tiêu diệt toàn bộ sư đoàn thiện chiến này bằng pháo đài bay B-52. Paul Vann hứa với tướng Ngô Du rằng ông có thể xin đại tướng Abram tất cả 25 box của pháo đài bay B-52 mà Hoa Kỳ đang dùng để yểm trợ cho Việt Nam trên 4 vùng chiến thuật mỗi ngày để tiêu diệt tối đa địch quân tại quân đoàn 2. Mỗi box B-52 bề dài 3 cây số, bề ngang 1 cây số, được thả bằng 3 chiếc B-52 chứa trên 100 quả bom đủ loại từ 100 pound đến 500 pound. Sư đoàn 22 bộ binh tại Bình Định được lệnh di chuyển hai trung đoàn và bộ tổng tham mưu một sư đoàn lên Tân Cảnh để giao chiến với sư đoàn 320 của Cộng sản Bắc Việt. Quân đoàn dự trù Cộng sản sẽ tăng cường sư đoàn 2 sao vàng cho mặt trận này. Tướng Ngô Du thiết lập thêm hai căn cứ hỏa lực là căn cứ 5 và 6 trên các sườn đồi phía nam Tân Cảnh để yểm trợ hỏa lực pháo binh cho sư đoàn 22 bộ binh. Toàn bộ pháo binh và chiến xa cơ hữu của sư đoàn cũng được điều động lên vùng này. Ngoài ra, quân đoàn còn tăng cường thêm việc động quân để củng cố vững chắc đồn biên phòng Ben Head, cửa ngõ đi vào lãnh thổ quân đoàn 2 và quân khu 2. Nhiệm vụ của sư đoàn 22 bộ binh là dụ cho địch xuất hiện và đi vào thật sâu để không quân Hoa Kỳ tiêu diệt bằng B-52. Sau khi dàn binh bố trận xong, tướng Ngô Du mời đại tướng Cao Văn Viên lên quan sát mặt trận vào cuối tháng 2 năm 1972. Qua một ngày đi thăm tất cả các đồn bót và công sự bố phòng của ta, trước khi ra về, đại tướng đã bắt tay thân mật tướng Ngô Du và Paul Vann và nói: "Tôi chưa thấy một cuộc phối trí quân sự nào chu đáo và đầy đủ như sự phối trí này. Tôi tin tưởng hai ông sẽ đập nát sư đoàn 320 bằng quả lực không quân và pháo binh của Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúc hai ông thành công tốt đẹp." Những trục trặc đáng tiếc. Quân đoàn 2 có hai sư đoàn chính quy là sư đoàn 22 bộ binh và sư đoàn 23 bộ binh. Sư đoàn 22 bộ binh chịu trách nhiệm lãnh thổ 5 tỉnh phía Bắc quân đoàn 2 gồm Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn, Pleiku và Công Tâm. Sư đoàn 23 bộ binh chịu trách nhiệm lãnh thổ 7 tỉnh còn lại của quân đoàn 2 là Ban Mây thuộc Tuyên Đức, Quảng Đức, Khánh Hòa, Cam Ranh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Sư đoàn 22 bộ binh do Thiếu tướng Triển làm tư lệnh, sư đoàn 23 bộ binh do Thiếu tướng Cảnh làm tư lệnh. Hai vị tư lệnh này lập được nhiều chiến công trên các mặt trận tiêu diệt địch tại quân đoàn 2 nhiều năm trước đây. Paul Vann đề nghị tướng Ngô Du thay thế hai vị tư lệnh này viện lý do sau đây: mặt trận sắp tới sẽ sôi động và gây cấn, cần phải có các tư lệnh sư đoàn năng động trẻ tuổi, hai tướng Triển và Cảnh đã lớn tuổi. Như tôi đã nói trên, John Paul Vann rất năng động, hiếu thắng và kiêu căng, nên ông chỉ thích các đại tá trẻ có can đảm làm tư lệnh sư đoàn. Tướng Ngô Du bị bất ngờ trước ý kiến này của Paul Vann nên đã nói với Paul Vann biết rằng việc bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn là do Tổng thống Thiệu quyết định, ông không có quyền. Hơn nữa, hai vị tướng tư lệnh nói trên không phạm lỗi gì nên không thể đề nghị thay đổi được. Nhưng Paul Vann nhất quyết đề nghị thay thế hai vị tư lệnh sư đoàn. Tướng Triển và tướng Cảnh biết được những khó khăn của tướng Ngô Du trong lúc mặt trận sắp bùng nổ, nên hai ông đã nói với tướng Ngô Du rằng vì đất nước và quân đội, hai ông sẽ sẵn sàng làm đơn lên tổng thống xin từ chức vì lý do sức khỏe để tướng Ngô Du tiện việc sắp xếp. Thái độ của hai tướng này đã làm cho quân nhân các cấp ở trong quân đoàn khâm phục. Paul Vann đề nghị đại tá Lý Tòng Bá và đại tá Lê Minh Đảo là các sĩ quan trẻ năng động và có nhiều kinh nghiệm chiến trường mà tôi biết tại quân đoàn 3. Tướng Ngô Du hỏi, quân đoàn 2 có nhiều đại tá trẻ và giỏi như đại tá Lê Đức Đạt, đại tá Tôn Thất Hùng và nhiều đại tá khác, tại sao ông không đề nghị? Paul Vann trả lời, đại tá Lê Đức Đạt mang tiếng tham nhũng tại quân đoàn 3, nên tôi không đề nghị. Còn đại tá Tôn Thất Hùng tôi chưa có cơ hội được biết khả năng của ông ta.
Tình hình quân sự tại mặt trận càng ngày càng khẩn trương, tướng Ngô Du cần phải thỏa mãn gấp điều kiện của Paul Von, nhưng ông chỉ thỏa mãn 50%. Ông đề nghị Tổng thống Thiệu bổ nhiệm Đại tá Lý Tòng Bá làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh và Đại tá Lê Đức Đạt làm tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Sở dĩ tướng Ngô Du đề nghị Đại tá Lê Đức Đạt là vì Đại tá Đạt đang là tư lệnh phó sư đoàn 22 bộ binh, lên thay thế tư lệnh sư đoàn là hợp lý. Hơn nữa, Đại tá Đạt rất thân với Đại tướng Cao Văn Viên, nên ông nghĩ rằng khi Đại tá Đạt lên làm tư lệnh tại mặt trận thì Đại tướng Viên sẽ yểm trợ tối đa cho Đại tá Đạt. Paul Von rất giận tướng Ngô Du đã không đề nghị Đại tá Lê Minh Đảo trong chức vụ tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Đại tá Đạt làm tư lệnh tại mặt trận Tân Cảnh được một tuần lễ thì địch bắt đầu chậm súng lẻ tẻ với ta tại nhiều nơi. Đại tướng Cao Văn Viên liền tăng cường cho Đại tá Đạt một lữ đoàn dù. Tướng Ngô Du đã thổ lộ với tôi trên trực thăng chỉ huy của ông là Paul Von là một người Mỹ rất hăng say muốn giúp Việt Nam, nhưng không thông cảm cho hoàn cảnh và tình cảm của người Việt Nam. Mặt trận bùng nổ. Theo tin tức khai thác được của các tù binh Cộng sản thì mặt trận sẽ bùng nổ lớn vào trung tuần tháng 3 năm 1972, nhưng Hà Nội đã ra lệnh cho tướng Hoàng Minh Thảo tấn công vào đầu tháng 4 năm 1972 để phối hợp nhịp nhàng với các mặt trận khác tại quân đoàn 1 và quân đoàn 3. Theo tin tức tình báo mà phòng nhì chúng tôi thu thập được vào giờ chót, thì tướng Hoàng Minh Thảo sẽ sử dụng sư đoàn 2 của Cộng sản Bắc Việt đương đầu với các đơn vị của sư đoàn 22 bộ binh để cầm chân sư đoàn này tại Tân Cảnh, còn sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ tiến quân vào Kon Tum. Để đối phó với tình thế mới, tướng Ngô Du đã sử dụng lữ đoàn dù vừa được Đại tướng Viên tăng cường, tiến chiếm dãy đồi phía tây sông Phô Cô và thiết lập hai căn cứ hỏa lực mới là Trạc Ly và Delta để ngăn chặn sư đoàn 320 của Cộng sản. Kế hoạch phối trí này rất tốt đẹp lúc đầu. Vào 4 giờ sáng ngày 3 tháng 4 năm 1972, sư đoàn 320 tấn công biển người vào căn cứ Delta, nhưng đã gặp sức kháng cự vô cùng mãnh liệt của các chiến sĩ dù. Sau nhiều đợt tấn công và pháo kích tới tấp bằng hỏa tiễn 122 ly và cối 120 ly, địch chỉ chiếm được hàng rào đầu tiên vào căn cứ. Tướng Ngô Du và tham mưu lên căn cứ Võ Định trên quốc lộ 14 để chỉ huy mặt trận. Cố vấn Paul Von được tin này rất phấn khởi, cũng bay lên quan sát hai căn cứ Delta và Trạc Ly. Paul Von thấy rõ một số cộng quân đông đảo đang bao vây quanh căn cứ Delta giữa hàng rào thứ nhất và thứ hai. Ông liền gọi các phi tuần của không lực Hoa Kỳ cất cánh từ Thái Lan qua quanh kích liên tục chung quanh căn cứ Delta. Ông còn gọi thêm các phi cơ Stinger và Spectre được trang bị đặc biệt Đại Bác Bosphor và Đại Liên Vulcan để yểm trợ căn cứ này. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 72, cộng quân chưa chiếm được đồn nhưng các chiến sĩ dù đã cạn hết đạn dược, thuốc men và nước uống. Trực thăng Chinook của ta được lệnh tướng Ngô Du tiếp tế khẩn cấp đạn dược và thuốc men vào căn cứ Delta để các chiến sĩ có thể bảo vệ căn cứ trong đêm nay. Nhưng trực thăng đã bị hỏa lực phòng không của địch bắn rớt ngoài đồn. Thế thế, Paul Von đã liều lĩnh sử dụng trực thăng nhỏ loại mới nhất của quân đội Hoa Kỳ là OH-58 Kiowa, chỉ có hai chỗ ngồi để tiếp tế. Đích thân ông lái máy bay còn Trung úy Huỳnh Văn Cai, người được tướng Ngô Du chỉ định làm sĩ quan tùy viên cho Paul Von, đạp từng thùng đạn thùng thuốc xuống giữa căn cứ. Mặc dù súng phòng không địch đủ loại 14.5, 12 ly 7 bắn lên tới tấp, bất chấp mọi nguy hiểm, Paul Von đã tiếp tế cho đơn vị dù các chuyến đầy đủ đạn dược, mìn chiếu sáng, thuốc men và nước uống, để đơn vị này có thể cầm cự với địch quân đêm sắp tới. Chuẩn tướng George Weir, tư lệnh phó và đại tá Joseph PC, tham mưu trưởng có Paul Von phải kêu lên: "Thật điên rồ!" Tướng Ngô Du phải khâm phục hành động táo bạo của Paul Von. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ hai.